Dropzone, series mỗi tuần vài app hay. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn Dropzone, một ứng dụng cá nhân mình thấy cực kỳ hay. Về cơ bản, nó hoạt động như một khu vực ở trên thanh menu bar, nơi bạn có thể kéo thả và giữ các tệp cho tới khi bạn sẵn sàng làm gì đó với các tệp đó. Nó giống như copy tạm vào bộ nhớ vậy. Nó có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Để dễ hiểu hơn, bây giờ mình sẽ kéo các tệp này xuống download. Các tệp được di chuyển khỏi vị trí hiện tại cho dù chúng đang nằm ở đâu trên máy. Và nếu mình đi tới mục Download, tải về thì chúng sẽ ở đó. Ngược lại, bạn có thể thực hiện các thao tác theo những cách khác, nhưng mình có thể mở chúng trong Image of Team một cách cực kỳ nhanh chóng. App sẽ tự mở và các ảnh sẽ được tự động thu nhỏ kích thước. Bạn có thể thêm các thư mục ứng dụng yêu thích của mình để thực hiện thứ mà mình muốn. Điều này thực sự rất là tuyệt vời đấy. Nhưng khoan, bấy nhiêu đó mới chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Chúng ta có thể làm nhiều thứ hơn với Dropzone như các action của bên thứ ba. Bạn có thể thiết lập các action khác nhau để làm những việc khác nhau. Ví dụ, mình có thể kéo tệp bất kỳ vào email. Nó sẽ soạn một email mới với cái tệp đó dưới dạng tệp đính kèm. Hoặc bất kể đang ở đâu, không cần phải ở trong folder. Bạn có thể kéo một cái gì đó vào biểu tượng airdrop này và nó sẽ hiện ra cửa sổ airdrop. Việc của bạn là chỉ cần chọn người, thiết bị cần gửi mà thôi. Ngoài ra còn có Imager, cho phép bạn chia sẻ hình ảnh với chất lượng cao nhanh chóng và việc của bạn chỉ cần comment V, dán nó vào và gửi cho bất kỳ ai mà bạn muốn. Rút ngắn link bằng cách sử dụng công cụ rút gọn Tiny URL. Bạn chỉ cần chọn một cái URL, sau đó kéo thả vào đây và link được rút ngắn và sao chép vào khay nhớ tạm, sẵn sàng để gửi đi bất cứ lúc nào. Ngoài những action mặc định, có cực kỳ nhiều action hay nhưng mà bạn sẽ phải trả phí nếu muốn dùng hoặc đơn giản hơn thì chúng ta hãy lên Marklight tải cho nhanh nhé. Muốn thêm action, các bạn nhấn vào dấu cộng ở góc trái trên cửa sổ đây, sau đó chọn More Action, tìm action mà mình muốn nhé. Có YouTube Download đây này. Khi bạn đang ở YouTube, bạn có thể kéo link vào YouTube Downloader và nó sẽ tải xuống cái video mà bạn muốn. Thực sự rất tuyệt phải không? Nhưng đây là một thứ hào nhoáng nữa, đó chính là action mang tên Install Application. Nhìn tên là đủ hiểu rồi đúng không? Mình sẽ lên trình duyệt, truy cập iina.io. Đây là ứng dụng xem video mà mình thay thế cho QuickTime Player trên mặc định máy. Ok, và sau khi tải tệp DMG bộ cài đặt về, kéo tệp vào Install Application. Và bây giờ hãy xem chuyện gì xảy ra nhé. Ổ đĩa cài đặt của ứng dụng sẽ được mount. Nó sẽ chuyển ứng dụng vào thư mục Application, tự động mở ứng dụng và unmount. Tháo ổ đĩa cài ra và xóa tệp DMG đó. Vậy là xong, tất cả chỉ trong một lần kéo thả. Nó kiểu rất là cool phải không? Vậy là xong rồi đấy, các bạn có thấy hay không nhỉ? Nhớ like và subscribe nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.